Okay. Chúc mừng năm mới. No camera nữa, no camera nữa. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Lê Family. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, năm 2020. Thì gia đình mình đang có mặt tại Chat Time của một người bạn là chú Hùng với cô Hà đó. Thì tiệm Chat Time này, trà sữa này nằm ở đường Blue, đúng không? Gần chợ Park đó mọi người. Chợ Park Hàn Quốc rất là nổi tiếng ở đây. Thì mọi người sẽ thấy trên cung đường này thì sẽ có rất là nhiều tiệm trà sữa và các quán ăn, nhưng mà tới Chat Time để ủng hộ cho gia đình chú Hùng với cô Hà nha. Ở bên đây á mọi người, năm mới thì thường cũng không có gia đình á, cho nên là cũng không có đi đâu chơi nhiều hết. Nhà mình thì chỉ có thân với lại nhà chú Hùng với cô Hà thôi. Thì hôm nay tiệm trà sữa của chú Hùng với cô Hà là Chat Time đó có mở cửa, cho nên là nhà mình tranh thủ lên chơi, chứ tại hôm nay là biết là buổi sáng sẽ không có đông lắm cho nên mới lên chơi được. Chứ còn lúc bình thường, những cái ngày bình thường thì tiệm rất là đông, cho nên là lên thì sẽ rất là lu bu. Đó, thì lên thăm một chút cũng như là biết được cái không khí ngày năm mới nó như thế nào. Hôm nay là nhà mình xài cái camera mới đó. Cái này gọi là camera gì? Osmo Mini. Osmo Mini gì đó anh Quốc mới mua, nhưng mà nó không có lấy hình được của cả nhà mọi người ơi. Đó, nó chỉ có cái này là nó có chức năng là hoạt động được. Hình nó không bị méo giống bên kia. Cái này tại vì nó có chức năng là gọi là stabilize, tức là nó không có bị không bị rung đó. Với lại là cho nên khi mà Ly đưa cái camera đó đi đâu nó vẫn cứ focus trên cái mặt của Ly nè. Cái đó là cái chức năng face focus. Cái đó là face focus hả? Đó, Ly đưa đi đâu nó cũng đây. Bây giờ cái này thì thấy được anh Quốc. Ly để này thì thấy được mặt anh Quốc. Nhưng mà nó cứ focus ở trên cái mặt của Ly á, mà đi đâu cái camera nó cũng có quay ngược lại để tới mình cho các bạn xem. À, để mình lấy cái phone. Mình lấy cái phone rồi mình cho các bạn xem thử là cái máy này nó như thế nào. Nó rất là nhỏ, tiện lợi ha. Giá của nó thì cũng không có đắt lắm. Ba mua bao nhiêu em quên rồi. Tại vì đang mùa sale á. Giá đô ca nó là 420. 420 thì cỡ tầm chưa thuế nữa, thuế chưa? Cái chỗ này có chỗ trượt tuyết kia, trượt băng kia đó đi, vui quá. Cái chỗ đó vui quá đó đi. Bên nãy con nhìn bên kia cũng có nữa luôn á. Đó, em mở cửa cho phục lịch đó. Đây. Nãy con quẹo con nhìn bên kia là cũng. Đây mọi người, Lê sẽ cho mọi người xem cái camera này, mọi người xem nè. Mình khi mà mình di chuyển cái camera đâu là cái chỗ quay á, nó vẫn đi theo cái mặt mình nha. Nó không có chuyển đi. Đó, nó nhỏ như thế này thôi. Nó nhỏ như thế này thôi mọi người. Giá thì cũng ok là chưa tới 9 triệu tiền Việt đâu. Mà nhỏ gọn. Con sai coi cái mặt của con nó có follow không? Không con. Tại con ngồi xa quá. Đó. Thì con cầm nó xong rồi. Giờ mới quay để dây mới thấy được mặt anh Quốc này. Sợ mặt mình to quá. Đó được không? Nhớ con thì nó follow mình. Thì follow con đó, bây giờ nó follow con nè. Con ngồi im đi. Con cài cái dây lại cho đàng hoàng nè. Nó có follow con gì đâu. Nó đang follow đó, nó đang nhìn con đó. Nó đang nhìn con nè, đó thấy chưa? Nó đi theo con nè. Mình sẽ đi nhà property của Hà. Đúng rồi. Dạ, mặc áo vô nè, đi ngủ. Vậy là tới rồi hả?
Ông quay chứ không? Hello. Ơ có hai ạ. Hello. Đó Suka quay đi kìa, Suka đang quay xuống. Quay em xuống đi kìa. Hello. Ủa, mấy quay bữa thì Suka sao siêu nhỏ vậy? Đó, mới hôm qua anh Quốc nói đó. Đây nè. Ờ tại Suka nó. Hello Sumi. Đó. Đó nó cứ đòi cầm. Có mang hình nhỏ để nhìn này không? Ở đây nè Hùng. Nó mới ấy ra được cái nó tự theo theo khuôn mặt mình. Quay vào đây. Quay vào đây nó tự theo. Hay là mình làm được mấy cái hiệu ứng hay. Em quay qua kia nó tại bên kia. Giờ nó theo anh không à? À. Sao kè chán dữ vậy? Rồi đợi ta. Quay no camera nữa, no camera nữa. Thấy mặt dạ. No no quay phim nữa. Nó không ăn đấy chưa thấy là ngon tiệm của chú Hùng có cái ly này rất là đẹp luôn nè. Ly mới hả? Ly mới, ly nhựa mà phiêu lại lần mình uống lần này lần sau tới là được giảm giá bao nhiêu phần trăm? 10% hoặc 25%. Hôm sau mang cái ly này tới thì được giảm giá 10% hoặc là 25%. Ok, Suga được nhân tới. Cái này là thoát người đấy. Cái này là QQ mang một chút. Đây ly á thì ly uống milk tea với lại ba loại topping đó là grass jelly, coffee jelly and red bean. Rất là ngon luôn mọi người. Rất là thích cái ly mới ở đây luôn. Lần đầu tiên được thử. Trời ơi, nhà quê dễ sợ luôn nhỉ. Cái này ra bao lâu rồi mà bây giờ mình mới biết. Tốt ạ. Ừ. Chắc là lâu rồi chứ. Có holiday mà. Chỉ có trong cái mùa này. Mùa này mới có đó hả? Không biết luôn. Hello Juna. Hi. Juna ăn gì đây? Juna ăn bánh này ta đi. Mọi người ơi, vậy là đã hết clip nhà mình đi chơi năm mới rồi. Bây giờ là về nhà tiếp tục. Ướt lạnh. Trời bắt đầu lạnh rồi cho nên mình đi về đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ mọi người bắt đầu ra đường nè. Bây giờ bắt đầu đường bắt đầu đông đúc rồi đó. Đường đông đúc thì cũng tới lúc là mình đi về. Cả đường đông đúc đến lúc mình đi về, đúng rồi. Rồi bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Chúc mừng năm mới. Năm mới. Yeah, bye bye.